Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Tiết học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề hạt nhân nguyên tử. Vấn đề thứ tư, phóng xạ. Về phóng xạ, có 5 nội dung. Thứ nhất, hiện tượng phóng xạ. Thứ hai, định luật phóng xạ. Thứ ba, đồng vị phóng xạ nhân tạo. Thứ tư, ứng dụng. Và thứ năm, vận dụng. Sau đây, chúng ta đi vào nội dung chi tiết bài học. Một lớn, hiện tượng phóng xạ. Một nhỏ, định nghĩa phóng xạ. Sơ đồ Bang mô tả hiện tượng phóng xạ. Trong sơ đồ Bang, hạt nhân không bền vững, tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Như vậy, phóng xạ là gì? Phóng xạ là quá trình một hạt nhân không bền vững, tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân không bền vững gọi là hạt nhân mẹ. Hạt nhân khác được tạo thành gọi là hạt nhân con. Còn các tia phóng xạ thì có thể là tia alpha, hoặc tia beta, hoặc tia gamma. Các em lưu ý, phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân, nên nó cũng tuân theo các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Hai nhỏ, các em tìm hiểu các dạng phóng xạ. A. Phóng xạ alpha. Phóng xạ alpha thì tia phóng xạ phát ra phải là chùm tia alpha. Và chùm tia alpha chính là chùm các hạt nhân của nguyên tử heli 24. Phương trình phóng xạ alpha được viết như sau. Hạt nhân mẹ XZA phát ra hạt alpha cộng với hạt nhân con YZ phải A phải. Hai, XZA phát ra hạt heli 24 cộng với hạt nhân con YZ phải A phải. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối, ta rút ra được Z phải bằng Z trừ 2 và A phải bằng A trừ 4. Có nghĩa là trong phóng xạ alpha, hạt nhân con sinh ra ở vị trí lùi 2 ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn và có số khối giảm đi 4 đơn vị so với hạt nhân mẹ. Tia alpha gồm các hạt nhân của nguyên tử heli 24 chuyển động với tốc độ sắp xỉ 20.000 km/giây. Tia alpha đi được vài cm trong không khí, vài micromet trong vật rắn và bị lệch trong điện trường từ trường. B. Phóng xạ beta trừ. Phóng xạ beta trừ thì chùm tia phóng xạ phát ra phải là chùm tia beta trừ. Tia beta trừ là gồm các hạt electron ký hiệu E trừ 1, 0. Phương trình phóng xạ beta trừ được viết như sau. Hạt nhân mẹ XZA phát ra hạt beta trừ cộng với hạt nhân con YZ phải A phải. Hai, XZA phát ra hạt electron trừ 1, 0 cộng với hạt nhân con YZ phải A phải. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối, ta suy ra được Z phải bằng Z cộng 1 và A phải bằng A. Nghĩa là trong phóng xạ beta trừ, hạt nhân con sinh ra ở vị trí tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn và có số khối không thay đổi. Tia beta trừ là dòng các hạt electron chuyển động với tốc độ sấp xỉ tốc độ ánh sáng, đi được vài mét trong không khí, vài milimét trong kim loại và bị lệch trong điện trường từ trường. C. Phóng xạ beta cộng. Phóng xạ beta cộng thì tia phóng xạ phát ra phải là chùm tia beta cộng. Tia beta cộng gồm các hạt phô di trôn
ký hiệu E-10. Phương trình phóng xạ beta cộng được viết như sau. Hạt nhân mẹ XZA phát ra hạt beta cộng với hạt nhân con YZ'A'. 2. XZA phát ra hạt electron cộng 10 cộng với hạt nhân con YZ'A'. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối, ta cũng suy ra được Z' = Z - 1 và A' = A. Nghĩa là trong phóng xạ beta cộng, hạt nhân con sinh ra ở vị trí lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn và có số khối không thay đổi. Tia beta cộng là dòng các hạt phô di trong chuyển động với tốc độ sắp xỉ tốc độ ánh sáng, đi được vài mét trong không khí, vài milimét trong kim loại và bị lệch trong điện trường từ trường. D. Phóng xạ gamma. Trong phóng xạ alpha, beta cộng, beta trừ, hạt nhân con tạo thành ở trạng thái có mức năng lượng kích thích kém bền vững. Và khi đó, hạt nhân con chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn. Quá trình chuyển từ trạng thái có mức năng lượng kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn có phát ra bức xạ điện từ gamma và gọi đó là tia gamma. Các em lưu ý, phóng xạ gamma luôn đi kèm theo phóng xạ alpha, beta trừ hoặc beta cộng. Trong phóng xạ gamma không có sự biến đổi của hạt nhân mẹ. Tia gamma đi được vài mét trong bê tông, vài centimet trong chì và tia gamma có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X. Nó không bị lệch trong điện trường từ trường. Các em sang phần 2 lớn, tìm hiểu định luật phóng xạ. Một nhỏ, đặc tính của quá trình phóng xạ. Thứ nhất, phóng xạ là quá trình biến đổi hạt nhân. Thứ hai, phóng xạ có tính tự phát, không điều khiển được, không phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ, áp suất, v.v. Thứ ba, phóng xạ là quá trình ngẫu nhiên, ta không thể biết được một hạt nhân bắt đầu phóng xạ khi nào. Hai nhỏ, tìm hiểu về chu kỳ bán rã, hàng số phóng xạ. Về chu kỳ bán rã, xét chất phóng xạ iốt 53131. Giả sử ban đầu có 1.000 hạt nhân iốt 53131. Sau 8,9 ngày đêm, còn 500 hạt nhân iốt 53131. Nghĩa là đã có một nửa số lượng hạt nhân đã bị phân rã và biến đổi thành chất khác. Sau 8,9 ngày đêm tiếp theo thì còn là 250 hạt nhân iốt 53131. Nghĩa là cũng có một nửa số lượng hạt nhân iốt 53131 đã bị phân rã, biến đổi thành chất khác. Sau 8,9 ngày đêm tiếp theo thì còn lại 125 hạt nhân iốt. Quá trình trên liên tục xảy ra với quy luật như vậy. Và khoảng thời gian T lớn bằng 8,9 ngày đêm gọi là chu kỳ bán rã của iốt 53131. Đối với các chất phóng xạ khác thì quy luật biến đổi về số lượng của hạt nhân cũng xảy ra tương tự, nhưng giá trị của T lớn khác nhau và do đó T lớn được gọi là đại lượng đặc trưng cho chất phóng xạ. Như vậy, chu kỳ bán rã là khoảng thời gian T lớn mà cứ sau mỗi khoảng thời gian này số lượng hạt nhân của chất phóng xạ bị giảm đi một nửa, nghĩa là một nửa đã bị phân rã. Chu kỳ bán rã đặc trưng cho chất phóng xạ. Về hàng số phóng xạ, lambda được tính bằng lớp db của 2 trên t lớn bằng 0.693 trên t lớn. Đơn vị của hàng số phóng xạ là giây mũ trừ 1. Ba nhỏ, định luật phóng xạ.
Các em quan sát sơ đồ. Giả sử có một chất phóng xạ, ban đầu có N0 hạt nhân của chất phóng xạ. Sau khoảng thời gian T, số lượng hạt nhân của chất phóng xạ còn lại NT. NT này có giá trị luôn luôn nhỏ hơn N0. Nghĩa là số hạt nhân của chất phóng xạ giảm dần theo thời gian. Người ta chứng minh được số lượng hạt nhân của chất phóng xạ giảm theo thời gian, theo quy luật hàm mũ của thời gian với phương trình NT bằng N0 E mũ trừ lambda T hoặc NT bằng N0 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Nếu xét về khối lượng, giả sử ban đầu khối lượng của chất phóng xạ là M rho và sau thời gian T khối lượng chất phóng xạ còn lại MT, thì có thể viết MT bằng M rho E mũ trừ lambda T hoặc MT bằng M rho 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Ban đầu số hạt nhân chất phóng xạ là N0, sau khoảng thời gian T số hạt nhân còn lại là NT nhỏ hơn N0. Do đó trong khoảng thời gian T có số lượng hạt nhân bị phân rã là delta N. Delta N được tính bằng công thức delta N bằng N rho trừ NT. Nếu ta lấy NT bằng N rho E mũ trừ lambda T thì delta N còn được tính bằng N rho nhân 1 trừ E mũ trừ lambda T. Nếu ta lấy NT bằng N rho 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn thì delta N còn được tính bằng N0 nhân với 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Tương tự, nếu xét về khối lượng thì khối lượng hạt nhân bị phân rã ký hiệu là delta M, và delta M được tính bằng công thức delta M bằng M rho trừ MT hoặc delta M bằng M rho nhân 1 trừ E mũ trừ lambda T hoặc delta M bằng M rho nhân 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Các em sang mục 3 lớn tìm hiểu đồng vị phóng xạ nhân tạo. Một nhỏ hiện tượng phóng xạ nhân tạo. Hiện tượng phóng xạ nhân tạo là hiện tượng phóng xạ do con người tạo ra. Năm 1934, hai ông bà Curie làm thí nghiệm cho tia alpha rọi vào một tấm nhôm dài 1 mm và nhận thấy từ tấm nhôm đó phát ra tia phóng xạ beta cộng. Quá trình phát ra tia phóng xạ beta cộng xảy ra như sau. Hạt heli 24 tác dụng với hạt nhân nhôm Al1327 tạo thành hạt phốt pho 1530 và hạt neutron 01. Hạt phốt pho 1530 là đồng vị phóng xạ beta cộng. Nó phát ra tia beta cộng. Và đây là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Hai nhỏ, cách tạo ra đồng vị phóng xạ của nguyên tố X bền vững. Trên cơ sở thí nghiệm của ông bà Curie, các nhà khoa học đã tạo ra đồng vị phóng xạ của nguyên tố X bền vững như sau. Cho hạt nhân X ZA tác dụng với một neutron chậm N01 tạo thành đồng vị XZA cộng 1. Đồng vị XZA cộng 1 là đồng vị phóng xạ nhân tạo của nguyên tố X bền vững. Ba nhỏ tìm hiểu sự tạo thành đồng vị phóng xạ C614 trong khí quyển. C614 là đồng vị phóng xạ beta trừ. Trong khí quyển ở tầng cao có các hạt nhân nitơ 714. Đồng thời tại đó cũng có các hạt neutron chậm N01 trong các tia vũ trụ. Khi hạt nhân nitơ 714 gặp hạt neutron chậm N01, chúng gây ra phản ứng hạt nhân và các hạt tạo thành là C614 và hạt proton P11. Hạt C614 là đồng vị phóng xạ beta trừ,
có chu kỳ bắn rã 5.730 năm. Báo lớn, tìm hiểu ứng dụng của đồng vị phóng xạ và tia phóng xạ. 1. Phương pháp nguyên tử đánh dấu. Chúng ta đã biết hạt nhân X bền vững ZA tác dụng với một neutron chậm N01 tạo thành đồng vị XZA cộng 1. XZA là đồng vị bền, XZA cộng 1 là đồng vị phóng xạ. Chọn đồng vị bền XZA lẫn đồng vị phóng xạ XZA cộng 1. Khi đó, các hạt XZA cộng 1 được gọi là các nguyên tử đánh dấu. Chúng cho phép ta khảo sát sự tồn tại, sự phân bố và sự chuyển vận của nguyên tố X. Phương pháp này được ứng dụng trong sinh học, hóa học, y học, vân vân. Hai nhỏ, ứng dụng của đồng vị phóng xạ carbon C614, xác định tuổi của các di vật cổ là thực vật. Muốn xác định tuổi của một mẫu gỗ cổ đại như trên, ta xác định thời gian từ thời điểm mẫu gỗ bắt đầu chết đến thời điểm xác định tuổi. Trong khí quyển có CO2, trong đó các hạt nhân carbon có lẫn C614 là đồng vị phóng xạ beta trừ và C612 là đồng vị bền theo tỷ lệ không đổi, với C614 chiếm 10^-6%. Khi còn sống, các loại thực vật hấp thụ CO2, trong đó có lẫn C614 và C612. Khi chết, C614 không tái sinh trong thực vật và C614 có trong nó bị phóng xạ giảm dần. So sánh tỷ lệ C614 và C612 trong mẫu thực vật đang cần xác định tuổi với tỷ lệ C614 và C612 trong không khí, giúp ta xác định được tuổi của mẫu thực vật. 3. Chữa bệnh ung thư bằng phương pháp xạ trị. Người ta ứng dụng năng lượng của các tia phóng xạ để chữa bệnh ung thư bằng phương pháp xạ trị. Dưới đây là một số hình ảnh về xạ trị để chữa bệnh ung thư. Bốn, khử trùng dụng cụ y tế, thanh trùng thực phẩm, diệt côn trùng bằng tia gamma. Hình ảnh dưới đây là hình ảnh chiếu xạ khử khuẩn miễn phí thiết bị y tế chống dịch COVID-19 bằng tia gamma tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Bên cạnh những ứng dụng trên, chất phóng xạ, tia phóng xạ còn có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người như gây ung thư, khả năng sinh sản, dị tật, vân vân. Do thời lượng phát sóng có hạn, thầy không trình bày kỹ vấn đề này, các em tự tìm hiểu. Trên đây là toàn bộ kiến thức về phóng xạ. Tuy nhiên, để các em dễ nhớ, thầy hệ thống kiến thức trọng tâm bằng sơ đồ như sau. Mời các em cùng quan sát. Về phóng xạ, các em cần nhớ vấn đề thứ nhất là hạt nhân không bền vững, tự phân rã, phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác, thì gọi đó là hiện tượng phóng xạ. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Vấn đề thứ hai, các loại phóng xạ thì gồm có phóng xạ alpha, phóng xạ beta trừ, phóng xạ beta cộng và phóng xạ gamma. Vấn đề thứ ba, đồng vị phóng xạ nhân tạo. Vấn đề thứ tư, ứng dụng. Và vấn đề thứ năm, các công thức. Trên cơ sở lý thuyết và các công thức đã biết, các em giải một số bài tập vận dụng. Câu 1. Polony 84-210 là chất phóng xạ alpha, có chu kỳ bắn rã 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được 100 gram polony 84-210. Lấy số Avogadro Na bằng 6,02 x 10^-23 mol / 1.
Một nhỏ viết phương trình phóng xạ. Hai nhỏ tính số hạt nhân Fulani 84-210 ban đầu. Ba nhỏ tính số hạt nhân Fulani 84-210 còn lại sau 350 ngày đêm. Đề bài cho chu kỳ bắn rã 138 ngày đêm. Khối lượng ban đầu của chất phóng xạ là MRO bằng 100 gram. Số Avogadro bằng 6,02 nhân 10^-23 mol mũ -1. Thầy nhắc lại, số Avogadro là số nguyên tử hoặc số phân tử có trong một mol nguyên tử hoặc một mol phân tử của chất. Câu 1. Người ta yêu cầu viết phương trình phóng xạ. Thì Fulani là chất phóng xạ alpha, cho nên Fulani phát ra hạt alpha chạm với hạt nhân con XZA. 2. Fulani phát ra hạt Kelly 24 chạm với hạt nhân con XZA. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối, ta tìm được Z bằng 82 và A bằng 206. Z bằng 82 thì đây chính là vị trí của hạt nhân trì trong bản hệ thống tuần hoàn. Như vậy hạt nhân XZA chính là hạt nhân trì Fe2-206. Do đó phản ứng được viết đầy đủ như sau. Fulani 84-210 phát ra hạt Heli 24 cộng với hạt nhân Fe2-206. Câu 2. Tính số hạt nhân Fulani 84-210 ban đầu. Ta có công thức tính số mol là N bằng M nhỏ chia M lớn. Ở đây M lớn chính là A lớn. Ngoài ra số mol còn được tính bằng N chia NA. N là số nguyên tử. Từ đây ta rút ra được số nguyên tử ban đầu của Fulani là N0 bằng khối lượng ban đầu là M0 nhân với NA chia A. Thay số ta được kết quả N0 bằng 2,87 nhân 10^-23 hạt. Câu 3. Tính số hạt nhân Fulani 84-210 còn lại sau 350 ngày đêm. Số hạt nhân còn lại được tính bằng công thức NT bằng NRO E mũ trừ lambda T bằng NRO E mũ trừ lấp nê be của 2 trên T lớn nhân T nhỏ. Thay số ta được NT bằng 4,95 nhân 10^-22 hạt. Chúng ta có thể dùng công thức NT bằng NRO 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn để tính số hạt nhân còn lại. Câu 2. Câu này trong đề minh họa năm 2020. Chất phóng xạ X có hàng số phóng xạ lambda. Ban đầu, một mẫu có N0 hạt nhân X. Tại thời điểm T, số hạt nhân X còn lại trong mẫu là A. N bằng NRO lambda mũ AT. B. N bằng NRO lambda mũ trừ AT. C. N bằng NRO E mũ lambda T. Và D. N bằng NRO E mũ trừ lambda T. Đối với câu này, ta chỉ cần nhớ công thức. Số hạt nhân còn lại được tính bằng công thức NT bằng NRO 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Hoặc NT bằng NRO E mũ trừ lambda T. Như vậy, D là phương án đúng. Câu 3. Câu này trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T lớn. Ban đầu có một mẫu X có khối lượng 4 gram. Sau khoảng thời gian 2 T lớn, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là A. 1 gram, B. 3 gram, C. 2 gram và D. 0,25 gram. Bài toán này yêu cầu tính khối lượng chất X bị phân rã. Ta có khối lượng chất bị phân rã được tính bằng công thức delta M bằng MRO nhân 1 trừ E mũ trừ lambda T. 2 delta M bằng MRO nhân 1 trừ E mũ trừ lấp nê be của 2 trên T lớn nhân T nhỏ. Thay số ta được kết quả delta M bằng 3 gram.
B là phương án đúng. Chúng ta có thể dùng công thức delta m bằng m rho nhân 1 trừ 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn để tính. Bài học đến đây kết thúc. Chào các em.